Vừa qua, Liên quân Mô Binh Kinh cũng đã tung ra chuỗi sự khiếu nại tuần phái đẹp 20 chi 10 nhằm tri ân những gam kinh khủng thủ nữ nói riêng cũng như cục bộ tập thể người chơi nói phổ biến của mình. Đặc biệt, sự khiếu nại chia sẻ bài hát lan tỏa yêu thương đã nhận được sự ủng hộ quan tâm từ đông đảo người chơi khi mà chỉ cần nhập tên mình vào Metro City Kinh khủng bài hát, người chơi đã có thể chiếm hữu ngay một bài hát có tên mình từ kho 1.000 bài của Liên quân. Thông qua những bài hát, người chơi có thể truyền tải những điều chưa thể nói ra tới người đặc biệt. Đó có thể là một người gamer thủ gái, hoặc một người chị, một người mẹ, hoặc chỉ đơn giản là người gamer thủ thân thiết. Kênh vô thống kê của Gút Kinh khủng Analytics, nền tảng thống kê số liệu của công ty Gút Kinh khủng và Fakin cung bố Abirat, thì đã có tổng cộng gần 5 triệu lượt kinh trang, cùng với đó là 15 triệu bài hát được chia sẻ chỉ sau 5 ngày lên sóng, một con số cực tuyệt hảo khi hầu hết các gam kinh khủng trên thị trường vẫn còn mơ ước về con số 100.000 người chơi. Dựa vào thông điệp 20 chi 10, chia sẻ bài hát lan tỏa yêu thương, có thể thấy chiến dịch này của Liên quân Mô Binh Kinh khủng lại một lần nữa đạt được mục đích, khi người chơi không chỉ nhận được những phần vàng thu hút mà còn có thể hào hứng chia sẻ các món vàng rất ý nghĩa. Từ lúc ra mắt vào 2016, Liên quân Mô Binh Kinh khủng luôn là tựa game kinh khủng di động có lượng người chơi hùng hậu nhất trên thị trường. Điều này phản ánh rất rõ rệt thông qua những hoạt động offline kinh khủng tập thể, khi số lượng đăng ký luôn lên tới hàng trăm sự khiếu nại và hàng ngàn người tham dự. Cần nhớ rằng, mỗi một lần tổ chức hoạt động, Liên quân soàn xỉn tổ chức trên quy mô tối thiểu là 30 tỉnh thành, tương đương với một nửa số tỉnh trên toàn quốc. Dường như còn những buổi di kinh cung party, hay gần đây là 3.000 người theo dõi thiêu đốt cả sân vận động quần ngựa tại giải đấu kinh cung chuyên nghiệp nhất Việt Nam đấu trường danh vọng. Thông qua thành tích lần này, Liên quân Mô Binh Kinh cũng lại một lần nữa khẳng định vị thế số 1 của mình trên thị trường. Số lượng người chơi hùng hậu, sự khiếu nại diễn ra liên tục, bản thân nội tại của trò chơi cũng cực kỳ hấp dẫn, vậy thì còn chần chờ gì mà các gamer thủ không trở thành một phần của tập thể Liên quân nào. Chi tiết chuỗi sự khiếu nại, Hami Đăng Nghe, Ly Kinh Cung Cụ, Ga Kinh Đá, Việt Nam. Sự khiếu nại chia sẻ bài hát của A Tang, Ly Kinh Cung Cụ, Ga Kinh Đá, Việt Nam. Kinh Phan Bác Kinh Khủng, Pha Kinh Cung Bố, Con Ly Kinh Cung Cụ Mô Binh Kinh Khủng. Kinh Giao Tớt Kinh Khủng, Giao Tớt Kinh Khủng, Con Trang Kinh Ước Môn 23.